xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin cuối tuần thứ Bảy, ngày 13 tháng 7. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và thưa quý vị, hôm nay cuối tuần nếu như quý vị có đi Costco thì quý vị có thể chia sẻ cho Julie biết rằng là Costco ở tỉnh bang của quý vị đã có một cửa hàng sushi bar hay chưa? À, vì Costco ở Vancouver hiện nay đã có riêng một sushi bar tươi được làm ngay tại chỗ và phục vụ những người yêu thích món ăn này. Và điều này cũng đã mở ra cho Costco Canada nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài những món ăn quen thuộc mà chúng ta đã biết như là hot dog, pizza hay là cánh gà chiên và putin thưa quý vị và một lần nữa chúc quý vị cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân và mời quý vị cập nhật tin tức cuối tuần ngày hôm nay và thưa quý vị duy Ly cũng nhận được câu hỏi của quý vị hỏi rằng nếu như tôi muốn cho con của tôi cháu của tôi tài sản ví dụ như là nhà cửa đất đai thì có bị ảnh hưởng bởi thuế lại vốn hay không thì ngày hôm nay một bài viết sẽ trả lời cho quý vị tất cả những câu hỏi liên quan khi mà từ biệt thự hay là đất chôn cất và đồ trang sức, những thay đổi về thuế lãi vốn đã ảnh hưởng như thế nào đến tài sản của người Canada. Và thưa quý vị, những thay đổi gần đây về tỷ lệ bao gồm về lãi thuế vốn của Canada đã gây ra một sự nhầm lẫn giữa một số chủ sở hữu tài sản về việc điều này sẽ ảnh hưởng họ như thế nào, trong khi những người khác thì lần đầu tiên mới nhận ra rằng giờ đây mình phải chịu thuế lãi vốn và bất cứ ai sở hữu một ngôi nhà thứ hai hoặc là những căn chung cư côn đồ thì đều biết rằng thuế sẽ áp dụng cho việc bán tài sản thứ hai đó và điều mà mọi người có thể không nhận ra là nó cũng được áp dụng cho quyền sở hữu một tài sản hoặc là một khoản đầu tư điều kiện được chuyển giao hoặc là truyền lại chẳng hạn như là quý vị cho con hoặc là cháu họ cũng có thể ngạc nhiên khi biết rằng thuế sẽ áp dụng cho việc bán những thứ như là một lô đất mà quý vị đã mua trước đó để có thể dành cho chôn cất ở trong nghĩa trang, hoặc là một chai săn bắn, hoặc kể cả là một bộ sưu tập thẻ bóng chày quý hiếm hoặc là một bức tranh thưa quý vị. Và thuế lại vốn áp dụng cho hầu hết những tài sản và những khoản đầu tư mà có giá trị tăng theo thời gian và được bán để có thể kiếm lời. Và một số thứ có giá trị được miễn thuế cụ thể này chẳng hạn như là nhà ở chính của quý vị hoặc là hàng hóa được mua bán như một phần của hoạt động kinh doanh cá nhân. Và nếu như quý vị bán một thứ gì đó không được miễn thuế lại vốn và việc mà bán hàng mang lại cho quý vị một lợi nhuận từ 1.000 đô trở lên, thì 50% lợi nhuận đó sẽ phải chịu thuế lại vốn Capital Gains. Và tỷ lệ 50% đó được gọi là tỷ lệ bao gồm. Và kể từ ngày 25 tháng 6, nếu như quý vị bỏ túi hơn 2 trong 50.000 đô tiền lại vốn trở lên trong một năm, thì tỷ lệ bao gồm của quý vị sẽ tăng lên tới 67%. Đại diện bán hàng của Remax có trụ sở tại trung tâm một vùng nông thôn của Ontario và thường xuyên đặt câu hỏi về thuế cũng như là những thay đổi gần đây về tỷ lệ bao gồm, các chủ sở hữu bất động sản đang lo lắng. Và ông nói rằng, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hơn về diện tích rộng lớn, hoặc là những trang trại bán, hoặc là những cabin ở trong rừng. Và tôi nghĩ có rất nhiều sự nhầm lẫn vì họ không biết nó có thể chịu bị ảnh hưởng hay là không thuế lại vốn không áp dụng cho nhà chính nhưng mà thưa quý vị nó sẽ áp dụng cho nhà thứ cấp và tài sản đầu tư như là ở cottage hay là trại săn bắn và kể cả là đất trống điều này cũng sẽ được áp dụng dựa trên sự gia tăng về giá trị của tài sản khi mà một trong những tài sản này được tặng hoặc để lại cho người khác ngay cả khi mà không trao đổi tiền điều này có nghĩa là người tặng tài sản hoặc là người nhận tài sản đó cần phải có sẵn tiền để có thể nộp thuế tại thời điểm chuyển nhượng. Và đối với những tài sản mà được đánh giá là cao hơn 250.000 đô thì số tiền phải nộp thuế nếu như tài sản đó được tặng hoặc là để lại thay vì bán hiện cao hơn. Như quý vị đã biết là kể từ ngày 25 tháng 6, một phần tài sản khác mà một số người có thể không nhận ra là nó phải chịu thuế lại vốn đó là tài sản được gọi là nơi an nghỉ cuối cùng của quý vị. Theo cố vấn tài chính của trụ sở tại Toronto giải thích, nếu vì một lý do nào đó, một người quyết định bán hoặc là tặng một mảnh đất chôn cất của họ đã mua trước ở Nghĩa Trang và nó tăng giá trị từ 1.000 đô trở lên kể từ khi một quý vị mua nó thì thuế lại vốn sẽ được áp dụng. Và cuối cùng thì khu đất chôn cất đó cũng là một tài sản giống như mọi thứ khác. Và nếu như quý vị chẳng may qua đời và dùng mảnh đất đó quý vị sẽ tất nhiên là không chịu thuế. Nhưng mà thực tế là nếu như quý vị bán nó về cơ bản quý vị đã kiếm được lợi nhuận bằng cách đầu cơ vào nó. Tiếp đến, những món đồ sưu tầm và tài sản cá nhân thì thuế lại vốn không chỉ áp dụng đối với đất đai và bất động sản mà còn đối với tất cả những tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm khác có giá trị tăng theo thời gian. Và những mặt hàng này thuộc danh mục tài sản cá nhân được liệt kê. Và nếu như chúng có giá trị từ 1.000 đô trở lên, kể từ khi một quý vị mua chúng thì chúng có thể sẽ phải chịu thuế lại vốn. Ở Canada, tài sản cá nhân được liệt kê bao gồm các hạng mục, ví dụ như là những tranh vẽ, bản khắc hay là bản in, bản vẽ, các tác phẩm điêu khắc, hoặc là những tập sách quý hiếm, bản thảo, hoặc là đồ trang sức và những tiền xu hoặc là tem mà quý vị sưu tầm. Nếu như quý vị là chủ doanh nghiệp và những mặt hàng này được coi là hàng tồn kho, hoặc là chi phí kinh doanh, chúng sẽ được miễn thuế lại vốn, quý vị lưu ý. Nhưng mà nếu như quý vị chỉ là một nhà sưu tập bình thường và quý vị có một chiếc thẻ ví dụ như là khúc hôn cầu rất là hiếm hoi và quý vị đã kiếm được rất nhiều tiền thì số tiền mà quý vị bán nó tăng lên nếu như nó đã hơn giá trị 1.000 đô thì quý vị sẽ phải chịu thuế. Vì người Canada trung bình không sở hữu nhiều tranh hay là những tác phẩm điêu khắc, đồ trang sức hoặc là những bàn thảo có giá trị Hầu hết mọi người không phải lo lắng về thuế lại vốn đối với hàng hóa cá nhân đã được niêm yết nhưng quý vị hãy hết sức lưu ý. Các chuyên gia nói rằng, điều mà chúng tôi thật sự đang nói đến ở đây là những món đồ sưu tầm cao cấp hơn. Vì vậy, chúng ta đang nói về những người ở một ngưỡng nhất định. Và nếu như quý vị vừa nhận được ra rằng, mình sẽ phải trả một hóa đơn về thuế lại vốn đáng kể cho tài sản mà quý vị định tặng cho ai đó, hoặc là quý vị lo lắng người thân của mình sẽ phải gánh hóa đơn đó. Khi mà quý vị qua đời, thì các chuyên gia cho biết rằng có một cách để có thể giảm thiểu những cơn đau đầu trong tương lai. Một là quý vị có thể thanh lý các tài sản khác, các khoản đầu tư hoặc là cách khác để có thể huy động số tiền mặt cần thiết để trang trải cho hóa đơn về thuế. Một cách khác đó là lựa chọn chính sách bảo hiểm nhân thọ bao gồm về thuế lại vốn trong trường hợp mà chủ sở hữu tài sản qua đời. Lựa chọn thứ ba đó là vay tiền theo giá trị tài sản và trả dần theo thời gian hoặc là khi tài sản đã được bán và sẽ không hiệu quả là cố gắng tránh phải trả thuế bằng cách là sống trong ngôi nhà nhỏ đó hoặc là ngôi nhà thứ cấp mà quý vị chuẩn bị bán hoặc là định cho tặng một khoảng thời gian trước khi bán hoặc là tặng điều này có vẻ là không hợp lý và không hiệu quả vào thời điểm hiện tại cách thức hoạt động này là cứ mỗi năm quý vị sở hữu tài sản giống như thể là quý vị nhận được một con chip có nội dung và đây là một con chip miễn thuế trong một năm. Vì vậy, nếu như quý vị hoặc là tôi sở hữu đồng thời một ngôi nhà và một ngôi nhà mà tôi chuẩn bị bán nó ngôi nhà thứ cấp, tôi sẽ kiếm được tiền bằng những con chip đó. Và quý vị nghĩ rằng tôi có thể chọn bất kỳ một tài sản nào mà tôi muốn bán và ở trong đó một thời gian để khỏi phải chịu thuế, thì cuối cùng nó sẽ không hiệu quả. Tôi chỉ có thể sử dụng những con chip đó trên một chiếc mà thôi, một chiếc nhà, một ngôi nhà duy nhất thưa quý vị. Và Julie hy vọng những thông tin vừa rồi cũng phần nào giải đáp được những thắc mắc và câu hỏi mà quý vị đã gửi tới cho chương trình. Cảm ơn quý vị một lần nữa và rất vui khi mà nhận được những bình luận góp ý của quý vị. Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc mua bán nhà tại khu vực Toronto và vùng phụ cận. Reuters Hiệp Nguyễn, uy tín và tận tâm. Top 5 Listing Agent tháng 5, Right at Home, Mississauga Brands. Xin liên lạc 647 261 1980. Thân mời quý vị đến thưởng thức vợ Mama tại số 515 Dundas West, Unit 7, Ofill Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, vợ Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc hàng lợi số điện thoại 647 292 1848 hoặc 2897258988. vợ mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Và tiếp theo thưa quý vị, khi mà người Canada chúng ta đang bước bước vào mùa hè với hy vọng rằng có thể thưởng thức những bữa ăn ngon hoặc là những chuyến du lịch ở trên bãi biển thì gần một nửa số người Canada có thể do dự không muốn làm bất cứ một điều gì vì tài chính gia đình của họ kém hơn họ đã dự đoán. Theo một nghiên cứu mới nhất của TransUnion Canada đã công bố đã cho thấy rằng, 46% tài chính gia đình của người Canada kém hơn dự kiến vào thời điểm này trong năm 2024 và 58% cho biết họ không lạc quan về những gì có thể xảy ra về tài chính của họ trong 12 tháng tiếp theo. Chuyên gia tài chính cá nhân Rubina cho biết rằng không có gì ngạc nhiên khi mà xét tới chi phí sinh hoạt và lạm phát hiện nay. Và mặc dù lạm phát của Canada cũng như là lãi suất cũng đã hạ nhiệt, nhưng mà điều đó thực sự không đủ để có thể cứu trợ nhiều người. Nó không gây được một tiếng vang lớn, và trong nhiều trường hợp thì điều đó có nghĩa là quý vị có thể có từ 50 hoặc là 60 đô trong túi mỗi tháng, nếu như quý vị có một khoản thế chấp rất lớn, và vì vậy đó thực sự không phải là số tiền có thể thay đổi cuộc sống của quý vị hiện tại. Và cuộc khảo sát của James Union được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5 trước khi mà Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Với khoảng 57% gia đình Canada cho biết rằng thu nhập của họ đã không theo kịp với tỷ lệ lạm phát hiện tại. Và điều đó có nghĩa là nhiều người đang cảm thấy, nhưng mà cả khi những con số đó hạ nhiệt thì mọi người vẫn phải trả một giá cao hơn từ 3 đến 4 năm trước. Và ký ức gần đây của chúng ta chỉ nhớ rằng giá của một hộp trứng hoặc là thịt bò chẳng hạn là bao nhiêu và nó không phải kiểu như là Ồ hồi như năm 1980 mọi thứ đã từng đắt đỏ như thế này Mà là cảm giác mọi thứ đang rẻ hơn Đây chỉ là một khoảng khắc Và chúng ta đang ở trong một thời điểm khá khó khăn về tài chính Lạm phát là một trong ba mối lo ngại hàng đầu về tài chính các gia đình của Canada Với gần 9 trên 10 người đã cho biết điều đó vào tháng 6 Và nó đã khiến cho một số người phải đưa ra quyết định về việc Mua gì, ăn gì và tiết kiệm gì và những người có tài chính mặc dù là ổn định hiện nay thôi quý vị, nhưng mà họ nói rằng họ vẫn phải cân nhắc về những lựa chọn và đó là lúc mà việc giao tiếp với bạn bè hoặc người thân cũng được đưa lên bàn cân. Đôi khi là các con của chúng tôi nói rằng chúng muốn đi xem một buổi biểu diễn nào đó và những lần khác thì tôi phải nói với chúng rằng các con biết không, chúng ta thực sự có cần phải đi đến xem buổi biểu diễn đó hay không? hay có cần thực sự mua những bộ quần áo hay là những món đồ chơi này hay không? Và chúng ta thực sự cần đầu tư vào việc này hay không? Tôi nghĩ điều hữu ích đó là chúng ta cần phải trò chuyện và vợ chồng cần phải cân nhắc. Đây là một thời điểm rất quan trọng. Việc mà đưa ra những quyết định đó, theo các chuyên gia nói rằng là rất quan trọng về tài chính của các gia đình. Và chuyên gia tài chính cá nhân tại Money We Have đã nói rằng bởi vì tùy thuộc vào quan điểm cá nhân và tài chính của quý vị Quý vị có thể phải thực hiện một số thay đổi đối với những gì, những thứ như là quỹ cần thiết hay là quỹ khẩn cấp, quỹ hưu trí hoặc là chi tiêu tùy ý. Ví dụ, nghiên cứu của TransUnion cho thấy rằng 52% người tiêu dùng Canada đang có kế hoạch cắt giảm chi tiêu tùy ý, trong đó một số người đang xem xét thay đổi thói quen và tiết kiệm hơn. Đối với một số người thì điều đó thậm chí có thể có nghĩa là phải thay đổi nghề nghiệp và cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa. Và điều tiếp theo cần phải cân nhắc đó là bắt đầu nộp đơn xin những công việc mà trả cho quý vị nhiều tiền hơn và hãy thực tế mà nói, chủ của quý vị sẽ không tăng lương cho quý vị chỉ vì điều đó. Vì vậy cái tốt nhất đó là các bạn nên tìm kiếm một công việc khác, hoặc thậm chí là trong trường hợp xấu nhất, kiếm một công việc phụ, làm việc thêm giờ và chỉ tạm thời cho đến khi mọi thứ lắng xuống một chút. Tìm được một công việc mới không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì vậy các chuyên gia khuyên mọi người nên nhìn vào bức tranh tài chính tổng thể đôi khi mọi người bị cuốn vào việc cố gắng tiết kiệm tiền cho quỹ khẩn cấp của cá nhân điều này rõ ràng là quan trọng hoặc là tiết kiệm cho quỹ hưu trí của mình nhưng nếu như các bạn có hóa đơn về thẻ tín dụng hoặc là bất kỳ một khoản nợ nào khác có lãi suất cao quý vị phải chắc chắn rằng nên tập trung vào điều đó đầu tiên và thưa quý vị, nói về vấn đề việc làm và cần phải làm việc nhiều hơn nữa thì mới đây Hy Lạp đang áp dụng chế độ làm việc 6 ngày một tuần. Vậy thì liệu Canada có thể làm theo hay không? Khi mà người lao động ở Hy Lạp sẽ phải làm việc lâu hơn bắt đầu từ tuần này. Và khi nước này áp dụng chế độ làm việc 6 ngày một tuần đối với một số người là một phần của luật lao động mới được thông qua vào năm ngoái thì một số công nhân Hy Lạp thưa quý vị đã phải bắt đầu làm việc một tuần 48 giờ và bắt đầu từ thứ hai. Một hành động mà đại diện công đoàn từ khắp các ngành gọi là một đạo luật mang rợ. Chính phủ ủng hộ doanh nghiệp của Thủ tướng Hy Lạp cho biết rằng những thay đổi này là theo định hướng tăng trưởng và cần thiết trong bối cảnh mà dân số đất nước này đang ngày càng thu hẹp và thiếu lao động ngành nghề. Tuy nhiên, hành động này không tìm được nhiều sự tham gia và ủng hộ tại Canada, mặc dù chúng ta cũng đang ở thời kỳ mà khó khăn và cần phải kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng tôi thực sự có nhu cầu cấp thiết để có thể khắc phục tình trạng về năng suất đang suy giảm ở Canada. Tuy nhiên, giải pháp không nhất thiết là phải áp dụng thời gian làm việc dài hơn, mà là làm việc theo cách thông minh hơn. Theo giám đốc cấp cao về tương lai việc làm tại Phòng Thương mại Canada đã chia sẻ, và ông nói rằng, để tăng năng suất, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho một nền kinh tế đổi mới thông qua hiện đại hóa quy định, đầu tư và áp dụng công nghệ chuyển đổi kỹ thuật số ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là đào tạo và đào tạo lực lượng lao động của chúng ta tốt hơn nữa. Còn giáo sư kinh tế tại Đại học Concordia cho biết rằng, Hy Lạp có vẻ không đồng bộ. Thế giới dường như đang đi theo hướng ngược lại và có vẻ như chúng ta đang nói về việc làm thế nào để có được một tuần làm việc 4 ngày, thì họ lại muốn quay trở lại chế độ làm việc 6 ngày một tuần. Vậy luật pháp Canada nói gì về ý tưởng này thưa quý vị? Điều kiện làm việc được quy định bởi luật pháp cấp tỉnh, nhưng mà tầm nhìn toàn quốc có thể được lấy từ Bộ Luật Lao động của Canada. Và theo Bộ Luật Lao động Canada, thì các cơ quan giám sát các ngành do liên bang quản lý như là ngân hàng, vận tải, viễn thông đã quy định rằng giờ làm việc trong một tuần phải được lên lịch và thực sự làm việc sao cho mỗi nhân viên có ít nhất là một ngày nghỉ trọn vẹn ở trong tuần. Tuy nhiên, người ta nói thêm rằng số giờ làm việc sẽ không quá 8 giờ một ngày và không quá 40 giờ một tuần. Về mặt kỹ thuật thì có thể quy định một tuần làm việc 6 ngày nhưng mà Bộ Luật Lao động Liên bang sẽ cần phải được sửa đổi để có thể tăng số giờ làm việc. Và ở các tỉnh thì có quy định tương tự, sẽ phải làm điều tương tự đối với hơn 90% người Canada ở những nơi làm việc không được liên bang quản lý. Ở cấp công đoàn ở Canada, đã đấu tranh để có thể thiết lập một tuần làm việc ngắn hơn vào từ năm 1872 và tuần làm việc 5 ngày không làm giảm năng suất, đó là mục tiêu đang hướng tới. Và chúng ta đã thực hiện khoảng 100 năm chế độ làm việc 5 ngày một tuần và cho đến khoảng những năm 1980, chúng ta vẫn thấy rằng năng suất tăng lên, mặc dù thực tế đó là làm việc cùng số ngày và cùng số giờ. Tình trạng mất năng lực về năng suất lao động của Canada trong những năm gần đây không liên quan nhiều đến số ngày hoặc là số giờ làm việc của người Canada, mà các chuyên gia cho rằng nó liên quan nhiều hơn đến việc là thiếu cạnh tranh trong những lĩnh vực quan trọng, ví dụ như là viện thông, hàng không và bán lẻ, thưa quý vị. Và khi mà các công ty lớn của Canada không sợ cạnh tranh, thì họ sẽ không được khuyến khích để có thể đổi mới. Và đây, Duy Lê nghĩ rằng, cũng là một thực tế đã diễn ra, còn không biết quý vị có đồng tình với quan điểm trên hay không. Mời quý vị chia sẻ với bản tin. Nhưng mà quay trở lại thì các chuyên gia nói rằng về cơ bản, không phải công nhân Canada lười biếng chỉ là họ không bị buộc phải làm việc chăm chỉ vì chủ doanh nghiệp mà họ làm việc không sợ ai đó sẽ đến cướp công việc kinh doanh của mình. Canada có thể tận dụng các hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và Mexico cũng như là những hiệp định thương mại với một số đối tác châu Âu và châu Á để cho phép các công ty Canada có thêm sự cạnh tranh của nước ngoài và sự cạnh tranh nước ngoài nhiều hơn trên thị trường lao động cũng sẽ giúp ích cho người lao động Canada. Nếu như quý vị chỉ có một số lượng hạn chế các công ty Canada sẵn sàng thuê quý vị để có thể làm việc, thì họ có toàn quyền, năng suất, đồng nghĩa với việc tăng lương. Trong khi đó, người lao động trong các khu vực ở Canada đang yêu cầu sự linh hoạt hơn trong chính sách làm việc của mình. Liên đoàn Dịch vụ Công Canada PSAC đã cho biết rằng họ đang tăng cường nỗ lực đấu tranh về nhiệm vụ tại văn phòng kéo dài 3 ngày các thành viên của psac đã cực kỳ phản đối quy định làm việc từ xa sai lầm của chính phủ họ tức giận một cách chính đáng khi mà chủ lao động của họ đơn phương thực hiện những thay đổi đối với môi trường làm việc của mình mà không biện minh cho quyết định đó bằng dữ liệu và liên minh đã hứa sẽ hẹn một mùa hè bất mãn trước những thay đổi của chính phủ về vấn đề này thưa quý vị Cơ hội đầu tư sở hữu căn Forbes gồm 4 căn hộ đang cho thuê, tổng thu nhập là 66.000 đô một năm, tọa lạc tại vị trí trung tâm số 3763, 3769, Rougetruth, Montreal, Quebec. Xin liên lạc với listing agent nhiều năm kinh nghiệm tại Montreal, Lan Vũ, số điện thoại 514 967 4889. Xin chân thành cảm ơn. Địa điểm uy tín và được yêu thích IV Beauty and Spa với dịch vụ spa dưỡng sinh, phun xăm, điều trị nám tàn nhang, trẻ hóa làn da với công nghệ mới và hiện đại, không gian sang trọng, tư vấn chuyên nghiệp, mang tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vượt trội cho tất cả khách hàng. Mời quý vị hãy đến và trải nghiệm IV Beauty and Spa, số 8000 Dundas Street East, Mississauga, Ontario, số điện thoại 905 232 7899. Xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Juli tin chắc rằng quý vị cũng đã từng nghe hoặc là từng thấy ứng dụng Temu ở trên những trang mạng xã hội và ở trên điện thoại của quý vị. Và đây đã bị cáo buộc là kinh doanh đánh cắp dữ liệu của người dùng. Công tố viên hàng đầu của Akasas đã cảnh báo những người dân đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Canada nên cảnh giác khi mà sử dụng ứng dụng mua sắm trực tuyến có tên là Temu đang được quảng cáo rất là rầm rộ vì hoạt động kinh doanh thực sự của họ đó là đánh cắp dữ liệu. Mối đe dọa từ Trung Quốc không phải là mới và nó thực sự có thật theo các chuyên gia cho biết. Và Temu không phải là một trang chợ trực tuyến ví dụ như là Amazon hay là Walmart mà là một doanh nghiệp lấy việc bán hàng hóa để làm phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp dữ liệu. Đối với các trung tâm mua sắm trực tuyến như là Amazon hay là Walmart thì việc mà thu thập một số dữ liệu của người tiêu dùng nhất định là một phần công việc rất bình thường và rất phổ biến và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết. Nhưng mà điều mà có vấn đề tại Temu lại không phải như vậy. Công ty này đang sử dụng phần mềm độc hài và phần mềm gián điệp để xâm nhập vào điện thoại và thiết bị của quý vị và sau đó thu thập dữ liệu. Thay vì chỉ thu thập dữ liệu của người tiêu dùng truyền thống Họ đang sử dụng phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp để lấy tất cả các thông tin. Không chỉ vậy, chúng còn được mã hóa theo cách có thể tránh bị phát hiện. Và Temu được điều hành bởi công ty mẹ có tên là Pinduoduo Inc. có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Và trong số các quản lý cấp cao của công ty này là có các cựu quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ kiện đối với công ty mẹ của Temu kêu gọi bồi thẩm đoàn hãy xét xử và cấm vĩnh viễn các hoạt động thu thập dữ liệu. Vụ việc cũng đều yêu cầu một mức phạt là 10.000 đô cho mỗi hành vi vi phạm đạo luật hành vi lừa đảo trong luật của tiểu bang Arkansas Và thưa quý vị, vụ kiện chủ yếu là chỉ trích các báo cáo nghiên cứu từ một công ty phân tích về công ty đại chúng. Và vụ kiện cũng cáo buộc ứng dụng Temu có thể giành quyền truy cập không hạn chế vào hệ điều hành di động của người dùng một cách có mục đích bao gồm nhưng mà không giới hạn ở máy ảnh của người dùng, vị trí cụ thể, danh bạ, tin nhắn văn bản, tài liệu và các ứng dụng khác có trên điện thoại của quý vị. Và họ cũng cho rằng họ nghi ngờ Temu đã bán bất hợp pháp hoặc là có ý định bán bất hợp pháp dữ liệu bị đánh cắp từ khách hàng ở các nước phương Tây để có thể duy trì mô hình kinh doanh của mình và theo ước tính Ứng dụng này đã mất 30 đô cho mỗi đơn hàng và chi phí quảng cáo cũng như là chi phí vận chuyển gửi hàng từ Trung Quốc, chuyển phát nhanh đến Hoa Kỳ hoặc Canada sau 1 đến 2 tuần là con số rất lớn và người ta đang tự hỏi làm thế nào mà một hoạt động kinh doanh này có thể sinh lời được. Và Timo là một kẻ có hành vi xấu khét tiếng. Chúng tôi thấy sự thao túng của người dùng chàng lan các chiêu thức lừa đảo và mối quan hệ giống như là dây chuyền để khuyến khích mở tài khoản nói chung là các phương tiện quyết liệt và đáng ngờ nhất đang nhằm thao túng một số lượng lớn người cài đặt ứng dụng này. Thêm vào thì lại đưa ra một tuyên bố sau khi vụ kiện được đề trình. Họ nói rằng họ thất vọng, đồng thời cho biết trong đơn kiện không trích dẫn bất kỳ một điều tra thực tế độc lập nào. Và công ty cho biết những cáo buộc trong vụ kiện trên Dựa trên những thông tin sai lệch lan truyền trên internet, chủ yếu là từ một tổ chức bán khống và hoàn toàn vô căn cứ và chúng tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này và sẽ mạnh mẽ bảo vệ chính mình. Chúng tôi hiểu rằng với tư cách là một mô hình chuỗi cung ứng sáng tạo, một số người có thể hiểu lầm chúng tôi và không chào đón chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và Trimo là một ứng dụng mua sắm đã được tải xuống nhiều nhất thế giới vào năm 2023, thưa quý vị với hơn 330 triệu lượt tải xuống, gấp khoảng 1,8 lần so với ứng dụng mua sắm của Amazon. Và vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Chính sách Công của Texas, Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự về ứng dụng trên và họ nói rằng nó có thể truy cập hầu hết mọi thứ trên điện thoại của quý vị, nghĩa là các quan chức Trung Quốc về mặt lý thuyết có thể truy cập vào điện thoại thông minh cá nhân và các tệp phần mềm gián điệp được cài đặt ở trên thiết bị và dùng nó để có thể giám sát toàn diện mọi hoạt động của người dùng trên điện thoại. Điều này cũng sẽ cho phép Trung Quốc giám sát các lần mà quý vị gõ phím hoặc là những nhật ký lịch sử của quý vị, trực tiếp lấy thông tin bằng cách là đăng nhập cho các tài khoản mạng xã hội, email và kể cả là tài khoản ngân hàng của quý vị. Một lần nữa, Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi từ đầu cho đến cuối bản tin và rất vui nếu như quý vị để lại bình luận hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin người Việt Canada.